Nguyễn Diệu mến chào cả nhà. Hôm nay Nguyễn Diệu giao lưu ca nhạc Tân Cổ chế Con Gái của Mẹ này, chế lợi. Mời cả nhà cùng xem nha. Hai giai luôn, nam nữ luôn. Ơi người ta thường nói phận gái thì 12 bên nước, chứ còn thân trai thì vô bên vô. Cho người ta bỏ tía bao giờ thì bóng xê tuổi già, ai dìu tía lên giường, ai mua mồi cho tía nhậu. Cấp về thôi, hai chúng ta kéo thêm 12 nhịp nữa cho nó nghe thở. Cảm ơn em nha. Cái chuyện rượu với mồi thì để đó tí tính sao nghe. Tí chỉ mong sao chuyện nợ duyên của con xuân sẻ, làm tròn thân trai vợ nói nghe lời. Để ông cầm nó nói cho nghe liền á. Nhất nam giết hữu còn thập nữ giết vô, 10 đứa con gái không bằng một thằng con trai, mà cái nhà này tía chỉ có mình con, mà con là bạn nhậu của tía, nó tía cưng con sao một. Mai một đây con đi là rễ tiếp có được cưng, chiều nay cũng cổ lung đông. Khó nhọc tía vừa thương vừa lo sợ trong lòng, không biết rồi đây con có làm đẹp giá bên hàng. Tôi tía là làm rễ 4 năm đời nên tía biết cay đắng trăm bề nhau khó lắm. Nếu con nhậu nhiều mà vợ con nó có rầy la, con hãy vì thương vợ mà nghe lời mẹ giờ. Đi đứng cho đàng hoàng, nói năng không có chửi thề bậy bạ, kẻo chị xui đi coi tía không ra gì. Bữa nào em với anh Vương qua Phú Quốc chơi chị nha. Trai gái lớn lên dựng vợ gả chồng thì con cũng biết vậy chứ tía, nhưng mà nghe tía nói trong lòng có lo sợ quá tía ơi. Mấy chục năm trời sống êm đềm bên tía, nay một phút xa rời bao hình ảnh thân thương, về sống bên kẻ lạ người xa. Bữa nay em với anh Vương ba ra Phú Quốc nha. Sao mai rồi trong đời.
ơi, tiếng ai nhậu ở quán sông Gành Hào á, mà con nghe anh Thanh vui vẻ làm con nhớ rượu lắm. Tía ơi, tía ơi, đừng cưới vợ con xa, chiều chiều con đi nhậu con biết nhà tía đâu. Hay quá, thưởng anh 100% luôn. Châu. Em dẹp cái này nè.